khi nước nó mình cấp từ trong này cấp cấp qua đây thì cái chỗ này nè, cái miếng này nè nó sẽ chặn cái này chỗ đây này, cái miếng này, cái vành này nha các bạn, vành nó sẽ chặn chỗ đây lại, nó chặn như này, nó chặn lại. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ bung cái vành nước của máy giặt ra để xem nó cấu tạo nó như thế nào, nguyên lý hoạt động nó sao, và đặc biệt nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà sửa mà cái vành nước nó bị rò rỉ nước á, vành bị rò rỉ nước, máy giặt nó thường thường bị rò rỉ nước á, mình sẽ hướng dẫn các bạn, đặc biệt là mình hướng dẫn cái đó. Thì mình bung ra các bạn coi thử nha. Bung các bạn cần cái vít dẹp dẹp này nha. Các bạn nảy nó lên. Mình sẽ nảy một bên thôi, bởi vì hai bên nó giống nhau. Cấu tạo của nó là cái này là cuộn, cái cuộn cám đó nha bạn, cái cuộn giống như một cuộn 500 điện thôi nè, 500 điện. Cái đây cái van đây là van 220, đây là một cái cuộn, cái lõi 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 sắt cho nó. Đây là cái màng cao su dàn những cái một cái khóa, khóa nó như là một cái khóa van đó để nó chặn nước lại đó. Còn này là cái lò xo để nó đẩy đẩy nó đẩy cái lên, đẩy củi cuộn lên. Còn cái này là cái đi đựng đựng mua cái con này thôi. Mình giải thích nguyên lý hoạt động nó như nguyên lý hoạt động của nó là khi nước nó mình cấp từ trong này cấp cấp qua đây thì cái chỗ này nè, cái miếng này nè nó sẽ chặn cái này chỗ đây này, cái miếng này, cái vành này nha các bạn, vành nó sẽ chặn chỗ đây lại, nó chặn như vậy này, nó chặn lại chặn lại. Thì khi khi mà cái mình chưa cấp điện cho nó thì cái cuộn này nè, cái này nó sẽ đè nó xuống, nó đè xuống vậy, nó đè xuống vậy, và cái lò xo đây này nó sẽ đẩy, nó đẩy cái cuộn này xuống, nó mà nó không, nó giữ cho đây luôn, nó giữ lại, và nó giữ lại nên nước nó không không có tràn, nó không có tràn từ cái lỗ này, cái lỗ này dưới đây này,
từ cái lối này này, nó không có thể tràn qua lối này được. Bởi vì cái tay miếng này, cái miếng nó kiếm cái miếng này nó chặn lại mất tiêu. Cái miếng này nó vần, cái vần tròn này, nhưng mà nó chặn cái lỗ lại, nó không có, nó chạy ra được. Còn khi mình cấp điện cho cuộn này, cho mình nhắc lại này, mình cấp điện cho cuộn này á, thì nó cái đây nó cái mình cấp điện ra nha, cái nó hút hút lên này nha các bạn, nó hút lên này nè, nó hút lên thì áp lực hút lên thì cái này nó không có giữ lại nữa. Nhìn cái này nó cục cửa được này, nó dao động lên xuống được nè, không nó dao động lên xuống được nè, đó. Nó hút lên thì nó sẽ không, cái cuộn cái lõi này này, cái cục sắt này, cái sắt nó không có, nó không có giữ nữa này, thì nó sẽ bung lên đây, bung lên thì nước nó sẽ tràn từ đây qua đây, từ cái lỗ này tràn qua lỗ này, còn nó chảy ra cái vòi đây. Còn bình thường mà nếu nó mà các bạn cái loại nó giữ này là thì nước áp lực nước nó không có nó giữ thì nó chặn nước lại, còn nếu mà nó bung lên đó, nó hút lên đó, thì áp lực nước nó sẽ đẩy cái lò xo, cái ròn nước, cái ròn này, ròn su này lên, còn nó tràn qua lỗ đó, nó thoát ra ngoài. Nguyên lý nó đơn giản vậy đó. Hai cái này nó giống nhau, thì mình tháo một cái thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ một cách nữa, là cái nữa là quan trọng, là mình hướng dẫn các bạn cách sửa mà cái máy giặt mình bị rò rỉ nước á, tại nhà luôn mà không cần phải đi qua thợ. Các bạn nguyên biết tại sao bị rò không? Khi các bạn dùng lâu á, hoặc các bạn dùng mà nước ở nhà các bạn nó bị bẩn á, thì nó sẽ chạy, rác nó sẽ chạy từ cái trong đây, nó chạy qua đây, nó chạy qua đây thì cái khoảng hở của cái chỗ này nè, với chỗ này nè, nó nhỏ lắm, nó bung đủ đủ lượng nước để thoát vào lọc thôi, cho nó nhiều đâu, nên rác nó sẽ mắc chỗ này nè, nó mắc xung quanh cái nó mắc xung quanh cái vòng này nha các bạn, nó mắc xung quanh cái vòng này nè, một chút xíu rác này nó cũng vẫn 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 rò nước, nó không giữ được, nó không kín được nước đó, nó sẽ rò. Một là rác, hai là cát sạn nữa các bạn, nó dính xung quanh cái mép này nè. Các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy thấy dính dính nó dính xung quanh cái ròn này luôn, nên các bạn gỡ đi rồi ráp lại, gỡ thăm chỗ sạch sẽ xung quanh miếng này, ráp lại cái miếng, cái chỗ khu vực này nè, nó mới tiếp xúc với cái ròn, cái lỗ này thôi nha, cái lỗ thoát nước này thôi nha, nhưng còn cái miếng cái vành trên này thì nó không có tác dụng gì, nó chỉ giữ lại cái van nước, cái ròn nước thôi, cho nó không có tác dụng là đóng ngắt nước đâu. Đóng ngắt nước là cái cục này, cái bộ phận cái lỗ lỗ dưới cái cục dưới thôi đó. Nên khi nước nhà bạn nó các cảm thấy mới giặt mình bị rò á, thấy nó rò rò, mình không có cấp điện nhưng mà nước nó vẫn chảy chảy vô cái chỗ khay khay đựng xà bông đó. Thì các bạn mở cái van ra, bạn làm như mình đảm bảo 100% là sẽ hết, không cần phải kêu thợ kêu đồ ra làm chi, tốn tiền. Còn cái điều quan trọng nữa là cái lưới của này nó rất là quan trọng nữa các bạn, nên các bạn đừng bao giờ mà tháo ra à. Vì các bạn nếu bằng một số người thấy nước nó yếu quá, yếu cái tháo ra, tháo giục hết luôn cho nước chảy vô mạnh đó. Đó là sai lầm nữa các bạn, trừ khi nước của bạn á, nhà của bạn nó dùng nước máy đảm bảo 100% mình định không có rác,
thì bạn chỉ tháo ra một miếng này là một cái thờ thôi, còn phải giữ để lại, chứ không nếu bạn tháo hết toàn bộ ra đó thì một số cái rong rêu nó cũng lọt ra được đó, nó lọt vô này nó sẽ qua đây, là nó sẽ mắc mắc vô cái này thì nó bị rò nước, là trăm trăm nó sẽ bị rò nước, nên nên các bạn nếu nước nhà bạn yếu thì các bạn tăng tăng áp hoặc làm gì đó bỏ lên cái bồn cao cao này để cho nó nước nó chảy qua mạnh. Nếu mà muốn tháo thì tháo một cái đây ra thôi, mà tốt nhất là đừng có tháo ra, cái đây là để chặn rác lại, rác gì nó cũng được chặn lại hết. Và trong thời gian dùng á, bạn thấy nó nước yếu á, thì bạn phải mở ra và kiểm tra thử cái đây nó bị rong rêu gì không nha. Nếu mà rong rêu này nó bịt cái mấy cái đây lại thì nước nó chảy cũng yếu lắm, nên nên thường xuyên kiểm tra cái này. Chứ các bạn đừng thấy nước yếu quá thầu tháo hai miếng cái miếng lưới này ra đi cho nước nó mạnh này, và đảm bảo và bạn dùng trong một thời gian là nó sẽ rò nước chắc chắn luôn. Nếu nước của bạn nước làm lên bồn mà trên bồn chứ không phải nước máy á. Ở thành phố thì người ta dùng nước nước máy thì nó sẽ sạch, chứ như một số nơi họ dùng nước giếng hay nước khoan á, hoặc trên bồn xả xuống á, thì lâu lâu ngày nó bám rong rêu thì nó sẽ lọt qua đây và mắc vô đây sẽ rò nước đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ráp lại, các bạn nhớ nha, khi rò nước thì bạn cứ mở ra, bạn chỉ cần một cái đầu vít để bằng này ra, cần một cái kìm để bằng mở ra, mở nhẹ một cái là nó ra liền. Bây giờ mình sẽ ráp lại nha các bạn. Đơn giản, ráp cũng nhanh mà, đâu có ráp gì mở ra cũng nhanh, đâu có phức tạp đâu. Rồi, chúc các bạn thành công nha.